Thực hiện việc phân loại rác tại nguồn là một việc làm tuy nhỏ, đơn giản nhưng đem lại lợi ích lớn cho cộng đồng, nhằm góp phần bảo vệ môi trường sống, bảo vệ tài nguyên đất đai, giảm nhân lực, kinh phí xử lý rác thải. Tuy nhiên, việc vận động các hộ dân thực hiện việc xử lý rác thải tại nguồn là việc làm không đơn giản, do thói quen và nhận thức của người dân chưa quen với việc phân loại rác tại nguồn. Đa số rác thải đều được các hộ dân chôn lấp và tự tiêu hủy tại nhà. Sau khi được Hội Phụ Nữ xã và Chi Hội Phụ Nữ các ấp thường xuyên tuyên truyền, vận động đến hộ dân thực hiện chỉ thị số 19 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đến chị em hội viên phụ nữ trong các buổi sinh hoạt định kỳ hàng quý. Bên cạnh đó, hội cũng đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể xã tổ chức các hội thi về bảo vệ môi trường, có những nội dung liên quan đến chống rác thải nhựa, không xả rác ra đường và kênh rạch, phân loại rác tại nguồn. Từ đó, nhận thức của người dân ngày càng được nâng cao, hiệu quả và tham gia hưởng ứng thực hiện tốt việc phân loại rác thải tại gia đình. Gia đình tự trang bị 2 thùng rác tại bếp nấu ăn của gia đình để đựng rác và được chia làm 2 nhóm. Nhóm rác thải hữu cơ dễ phân hủy và nhóm rác thải còn lại để đơn vị thu gom rác đến thu gom và đem xử lý được thuận lợi hơn. Việc làm này rất thiết thực, góp phần bảo vệ môi trường và nhằm đảm bảo sức khỏe cho người thân trong gia đình nên được rất nhiều chị em hội viên phụ nữ quan tâm và cùng hưởng ứng thực hiện. Hội Phụ Nữ xã cũng như các ngành đang tiếp tục tuyên truyền rộng rãi đến các hộ dân trên địa bàn xã.